Mấy bữa nay không xài chắc là giật giả lắm Phương. Em không chơi nữa đâu. Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe coi. Con thấy mấy cái quán đằng đó không? Cái quán to to đó hả dì? Dì hát ở đó đó. Mày thay lòng đổi dạ vậy đó hả con? Tóm lại á, bây giờ má có nói với chú Tim Ba là con không biết ất giáp gì và quý hết. Tôi ngang là tôi đoán chắc là nó đi với thằng Long chứ không đâu. Nó lừa cậu nhanh nó để ở lại với thằng Long. Ở dưới quê mới lên, con này già ngơ ngác, vừa ngoan, vừa dễ dạy, lại dễ xài.